Này, anh biết gì chưa? Con Nụ nhá, nó mới cưới chồng ở trên thành phố, được chồng nó sắm cho hẳn con Lexus. Còn con Na nhá, nghe nói là nó mới đi Paris, chồng nó có chuẩn bị sẵn kế hoạch để chụp ảnh cưới dưới chân tháp Eiffel ấy. Này, thế còn anh, có mỗi miếng đất bảo bán mãi không bán. Thế anh còn định để đến bao giờ nữa? À, cái cô này, cái cầu nhau như vậy, đất có lên giá được không à? Đây này, cũng muốn bán lắm rồi đấy, nhưng mà đợi đất lên giá đã phải bán luôn, nghe chưa? Alo. Hả? Đất lên giá. Thế là cái miếng đất đấy bán được 10 tỏi nhỉ? Thế bán luôn, bán luôn nhá, bán luôn. Thế nhá. Có tiền rồi. Đất lên giá rồi người ơi, bán ngay thôi, bán liền nào, thế là có tiếng cười vợ. Ôi anh tôi đại gia rồi, phải đi ba dí chụp hình, phải cầu hôn dưới em phen cho nó bằng em bằng chị, phải chơi lớn hơn thằng tèo xóm trên, tiền đây cốp lên Hà Nội, anh đẹp trai nhất vùng rồi, chẳng thua bố con thằng nào, chỉ cao có mét sau thôi nhưng sao ai cũng ngược nhiên, đúng là dáng người có tiền nhưng chưa biết tiêu vào đâu đây. Nghe đồn gặp bán nơ là việc phải xong, lo từ đầu đến chân, lo từ A đến Z, nên thôi thì ta cứ ôm tiền vào, đỡ phải nghĩ cho nó đau đầu. Em muốn anh cười hoành tráng, em muốn câu hôn cảm động, hồ sa tao bằng trứng vịt lộn, tiền thì không thiếu vô tư, anh chỉ cứ tính cho em phải lòng đẹp lắm người đẹp, phải xăm mái li mịt tức, em thích váy công chúa bồng xe, phải xăm sút bi sơ bồng, mày đó cứ gọi là khít khít, chàng chỉ phải toán hoa tươi, ông bà ra em lo hết, đám cưới em phải to nhất là to nhất y. Thôi thì đã mau thì đừng hỏi bố cháu phải làm ngày, vì ra bay một chuyến phờ răng, vừa quay vừa chung đi hết cả tuần, về tha hồ mà úp lên phơi. Baby, nghe này, em là cô gái mộng mơ, tiền em không thiếu nhưng không phải gà tơ, tiêu phải đúng chỗ mới không gọi là ngơ, nên cần anh chỉ chỗ chứ không là lơ mơ, vì anh biết đến lúc thay đổi rồi, và em phải đi spa thôi, đi nhuộm tóc phun môi, mài cả móng đi thôi, để sóc cái thật đẹp rồi thêm vài cười nữa là đủ thôi. Giờ đến chú dê phải thật đẹp, làm tóc với ca đi đập mặt, trước giờ anh vẫn quen với lôi thôi, hứa với em anh sẽ mặc vest đẹp nhiều hơn. Chẳng cần biết là chiếc hôi này anh phải thơm, nó phải nghe em cấm có được dám cãi, thì dù ai có nói tim mình hơi sai sai, anh vẫn sẽ đưa em thôi fly high high. Thôi thì là duyên, nếu đã đặt niềm tin vào phi điệp nguyệt đinh thì cứ thế mà chia, từ ăn mặc đến các chuyện nói cười, cứ giao hề là sẽ tuyệt vời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên